Chào buổi sáng quý vị khán giả, chúc quý vị một ngày cuối tuần nhiều niềm vui. Và ekip của chúng tôi thì cũng đã chuẩn bị rất nhiều các tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý suốt từ chiều qua để sẵn sàng chuyển tới quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Và mời quý vị hãy cùng tôi bắt đầu chương trình ngay bây giờ. Chào buổi sáng hai chị ạ. Chào buổi sáng chị Trần Hà. Vâng, chị Hoài Lương này, tin tức đầu ngày mới ngày hôm nay có gì đáng chú ý ạ? Vâng, đầu ngày mới sáng nay thì đáng chú ý vẫn là vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng ở Đài Loan Trung Quốc, và con số thương vong thì vẫn liên tục được cập nhật trong suốt đêm qua, và đây được coi là một vụ tai nạn đường sắt mà nghiêm trọng nhất ở Đài Loan Trung Quốc trong vòng 40 năm qua. Vâng ạ, và con số này thì biên tập viên Hoài Lương sẽ cập nhật trong phần tin quốc tế cùng với rất nhiều các nội dung đáng chú ý khác. Còn chào buổi sáng bông lúa hôm nay chị Ngọc Bích, sau Covid-19 thì bà con tại một số địa phương đang phải đối mặt với một khó khăn khác, đó chính là giá thức ăn chăn nuôi tăng mạnh phải không chị? Vâng, lát nữa thì câu chuyện kết nối nông sản chúng ta sẽ lý giải về cái nguyên nhân cũng như là những hệ lụy của cái việc mà giá thức ăn chăn nuôi tăng. Vâng, cảm ơn chị. Còn bây giờ mời quý vị cập nhật những tin tức đầu ngày cùng với biên tập viên Hải Lương. Vâng, chị Trần Hằng. Thưa quý vị, phải xử lý nghiêm vụ